Nam Mô A Di Đà Phật, chào cả nhà. Hôm nay mình có cái duyên mình ở núi Tô, gặp chú Nhiên đây, nhờ chú Nhiên về chia sẻ về Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật chào chú. Dạ, chú cho con hỏi nhân duyên gì mà chú đi như là mình có đất ruộng gì đó, chú có nói chú bán hết để chú làm đi làm việc thiện để chú lên núi chú tu, thì chú có thể kể cho cô chú anh chị để biết về cái cuộc đời của chú được không chú? Ra đi làm cái từ thiện thì hồi là 900 cũng 2009 đấy, rồi đi làm đường cắt cầu cắt nhà. Trong thời gian mà đi làm nó thì cũng nhờ huynh đệ anh em này kia cũng tiếp, nhưng sau khi tiếp nó không có đủ về đất đai rồi cũng phải cầm cố để mà làm cho nó tròn. Rồi thấy giờ là nó đang thiếu nợ, cái quay qua đi xin gạo rồi kia đem về để ủng hộ cho cô bác anh em. Những số hộ nghèo ở trong xã tôi thì tôi ở đang ở xã là Dân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Thời gian bây giờ tuổi ta cũng lớn cho nên không còn đi xa được nữa mà để chở cho gạo hoặc giả là làm đường cho cô bác anh em chị em cất cầu kia thì giờ đã ngưng. Ngưng chứ cũng vẫn là huynh đệ nào khổ sở thì cũng vẫn tiếp. Có cái là bây giờ về non núi để mà an dưỡng, chứ giờ gia đình thì giao lại hết cho vợ con, đất đai nhà cửa gì đó vợ con cứ làm. Thế tôi thì bây giờ tôi đã về non về núi thì giờ những cái gì mà mình còn làm được thì làm, kiếm thuốc hoặc giả là giúp đỡ được người nào làm cái gì hay cất nhà cũng vẫn làm chứ không có ngưng được, nhưng mà không bằng cái lúc trước nữa. Về non núi thì sống một mình, nhà cửa đất đai giao vợ con hết, cũng lâm số nợ cũng bộn cũng gần 2 cây già. Thôi giao lại cho vợ con nó làm đi rồi trả nợ cho người ta. Tôi đi về non về núi để sống với huynh đệ anh em ở trên này. Chú bá thì mua về cũng cho đa không chứ không có lấy tiền, thì chỗ đó mà hai anh em để nắm tay nhau để lo tiếp chuyện với chú bá ở Cô Tô. Thì hôm nay để gặp hai cháu thì chú có Có gì hả chú ha? Chú có có chia sẻ duyên là cho nên là chú cháu mình để chia sẻ nhau, để trong cái hoàn cảnh của chú nói gì cũng vẫn còn thiếu nợ người ta cũng là 2 cây vàng chứ không phải ít nữa đó. Bây giờ mình nhờ ơn trên chuyển thì mình nhờ khi nào có tiền thì trả. Gia đình thì vợ con bằng được rồi cứ ăn đi. Với chú thì coi như chú không không còn nghĩ là cái cổ đó của mình hay là gì nữa, của vợ con cứ là về Mô đây Phật, sống với cho mình con nè. hỏi chú một câu đó nha. Con nghe là chú từ hiến tạng cho bệnh nhân phải không chú? Tôi đã hiến tạng cho mà là tôi trợ dậy hôm nay là cũng là 6 năm rồi, nên từ cái chỗ mà mình bây giờ mình đâu có còn cái gì nữa, đã thể xác thân thể đã hiến đi thì cái cuộc đời này sẽ để đi gặp sư đệ sư bá đây thì đi lo theo để làm công thuốc để cứu người, không còn làm gì được nữa hết. Đàn năm nay nữa 6 năm. Đây sư bá nè cả nhà, sư bá ẩn tu tại núi Tô nè cả nhà, sư bá này xuất hiện nè cả nhà. Nam mô Phật chào sư. Đây về Cô Tô đây thì đến để là sư bá đây huynh đệ anh em để kết hợp với nhau để làm công đức và gieo cái nhân duyên cho bà cô bác anh chị em để sư bá thì trị bệnh cho ta. Cho nên từ cái chỗ này mà anh em bây giờ để nắm tay với nhau lại để mà lo cứu cứu người, chứ mình bây giờ thì tuổi đã già sức đã yếu rồi, làm những cái chuyện gì mà đã có ích lợi Xã cho hội. xã hội, cho cô bác, cho huynh đệ anh em thì mình nên làm.
vì cái thể xác thì mình đã hiến cho xã hội rồi, còn gì nữa mà mình phải lo chỗ đó, mà tôi phải đi tìm anh em huynh đệ để mà nó làm cái công đức. Chú chỉ có bao nhiêu để cho huynh đệ anh em và con cháu để hiểu được cái trong cái việc làm của chú làm từ thiện. Chứ ngày trước thì còn khỏe thì đi gạo rồi này kia cũng đôi ba tấn một lần để cứu trợ cho anh ta, giờ yếu rồi về non núi để mà lo tu lo thuốc men này kia, về đây để gặp sư bá để hợp tác anh em nhau để lo làm. Vậy thì chú có bây chú vì nguyên nhân gì mà chú phát tâm mà chú bán đất của mình đi làm việc thiện chú? Vì trước kia thì ông cha ông bà cha mẹ đã theo Phật theo thầy thì từ chỗ đó mà mình đã lớn lên rồi, thấy cha mẹ làm sao thì mình phải làm ý theo như vậy. Theo như mình cái cha mẹ của quyền mà đi không có đi trước thì mình không biết đường đâu, mà mình phải đi theo từ cái chỗ đó mà cô phải làm theo cho nó đúng vào với cái lời của Phật dạy. Bởi vậy cho nên tôi ra đi làm cái công tác từ thiện nấu cơm cho bệnh viện thì năm đó tôi mới có 42 tuổi, suốt năm nay là 76 tuổi rồi. 37 năm này từ cái chỗ này phải làm đến ngày nào bỏ xác thôi, chứ không có nói lưng sức già yếu đuối làm cái chuyện gì để trước của mình. Cái lò ngày xưa thì chỉ làm nhất Vĩnh Long Cần Thơ thì đi xin gạo đem về tới tại giờ chú đang ở trên núi Cấm rồi về trên đó mình ẩn tu á sao? Tôi đang ở tại núi Cấm mà cất cốc đó rồi tìm huynh đệ với anh em là sư bá đây để kết hợp với nhau để sư bá thì làm thuốc để cho cứu người. Mình ai sẽ gặp được chú? Cũng như hôm nay cũng gặp được rồi bá đây thì con mới biết được chú. Như lên núi Cấm thì năm nay là năm thứ tư, năm thứ tư mới gặp được là sư bá để tiếp tục đi vào con đường làm bên thuốc chứ không còn làm bên cứu trợ gạo thóc gì đó, làm bên thuốc để mà mình tạo cái công đức lớn tuổi rồi thì làm cái nhẹ lại để mình tạo công đức để huynh đệ anh em nắm tay nhau để mà làm. Tôi đi kiếm thuốc nè, mà sư bá điện thì tôi phải đi huynh đệ anh em nhau đi hợp tác đến đây để gặp bà. Thằng đây là có cái nhân viên rõ ràng chứ tôi đi là tôi đi Hừng Đông nè, mới Hừng Đông mà tôi đi kiếm thuốc nè. Bởi vì mình đã có nghe được những cái gì mà mình đã làm thì phải đi thôi chứ không có nói là từ chối chú ha. Không từ chối. Chứ bá mới điện đi Cô Tô mới hợp tác nhau anh em gặp nhau mà tại Cô Tô. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con hỏi thăm chú nghe, con nghe nói là chú tu trong cái cốc phải không chú? Cái cốc. Chú tu trong cốc đó rồi có ai lợi phá phách gì chú không? Đạo nghe thì cái người tu thì có ai phá thì dù khó khăn cỡ nào mình cũng vượt qua được, dù nặng nhẹ cỡ nào cũng phải cố gắng đó chú ha. Cố gắng. Cái người đời mà nó không giữ thì nó đã có rồi đó. Nhưng mà kiên trì phải giữ. Thì vừa qua chú cũng đã chia sẻ cái câu chuyện của chú lên, tấm lòng của chú rất là cao cả. Thì chú cũng có nói là chú cũng có hiến tạng, sau khi mà sau này chú có 100 tuổi đi thì chú sẽ hiến tạng cho nhà thương chơi gãy hả chú? Nhà thương chơi gãy. Mình cũng có giấy tờ đàng hoàng hết. Có giấy tờ mình ký tên rồi sẵn sàng hết. Có hết. Số điện thoại của bệnh viện cũng có luôn. Nhưng mà
Tôi thì nó có cái gì bị suy nghĩ, có cái là mình khi bỏ xác mà còn được cái phần mình mà cứu được người thì nên hiến, mà nên hiến ly cái thể xác này. Rồi cái xác tôi thì tôi cũng có làm giấy tờ, làm hồ sơ là khi lấy tạng tôi rồi thì thiêu, rồi giải xuống sông Sài Gòn. Chứ khỏi thân nhân huynh đệ anh em nào lãnh em về hết á, giải xuống sông Sài Gòn. Đó là lời của tôi làm hồ sơ với bác sĩ. Thì bác sĩ phải làm y theo vậy. Sao mình không cho con đem về để phượng thờ, mình để nhớ cái công lao của mình lúc mình sống kia. Mình chú có con không chú? Có con được hai đứa mà vợ chồng cách biệt với nhau là hồi năm 82, 83. Con năm nay 50 mấy tuổi rồi. Cho nên bởi vì theo như tôi nghĩ là mình là có cha mẹ, có ông bà, có cụ quyền, có con. Mà tại sao phải tính như vậy? Thì mình nghĩ lại là cái cuộc đời của mình đã hết rồi thì các cụ trở về các cụ, dù có thời chăng nữa đó là một cái kỷ niệm thôi. Bây giờ đã hiếm rồi thì con cũng khỏi lo. Có những vị người ta đã là khi mà người ta đã chết mà người ta còn nói lời với gia đình nè, không để đắp cái núm lên nữa. Còn mình bây giờ mình đang suy nghĩ lại là các cụ trở về các cụ. Thịt mình là đất, máu mình là nước. Tất nhiên như vậy là mình phải trả lại chứ. Thịt nước đi. Thịt nước khói lửa. Với mình đem đâu có đem được gì cho con mình, đó là thờ phượng gì hết. Tôi thì tôi tự nghĩ vậy mà tôi phải làm y theo như vậy chứ. Còn cái lỗi gì với ơn trên với cụ quyền thì cái đó nhờ ơn trên chuyển giùm đó. Chứ giờ mình thấy thờ thì nó cũng vậy thôi. Mà không thờ nó cũng vậy thôi, miễn có cái tình thương người. Con mình cũng chưa phải là con của mình, nhiều khi nó đã lên đó rồi trả nghiệp, rồi trả quả, chứ không phải con của mình đâu. Nên từ chỗ đó mà tôi đã làm giấy làm hồ sơ thì tôi hiến hết. Cái xác thì thiêu rồi đem ra sông Sài Gòn giải giùm tôi. Gia đình hay được thì hay, cả hay không được thì cái đó là tùy. Nhưng mà tôi khi tôi đau rồi chắc chắn là gia đình không hay, tại vì tôi ở núi. Với lại chú ở của mình ơn mà. Ở mình ơn, thí dụ tôi bệnh thì những cái người gần gũi đó ta giúp đỡ chú. Ta giúp đỡ, ta đem chú bệnh viện thì mình trình giấy tờ thì coi như ta đã đưa rồi. Còn thân nhân giờ con thấy không biết đâu. Nhưng cái nguyện ước của tôi thì ai y như vậy. Con thì con không phải con, mà vợ thì cũng không phải vợ của mình đâu. Cái đó là mình gây nghiệp với nhau, cấu đạo để, nhau mà để mà trả lẫn nhau. Cho nên khi tôi trở về là tôi sẽ lâm thì coi như là cái lúc đó là hết còn mà học đạo, mà hết còn tu hiền được rồi. Thời chiến nó đã đi đến mà tới khi là đã thống nhất đất nước rồi thì nó tu hiền. Đến nay thì tôi đã đi vào con đường theo Phật pháp á chú. Phật pháp theo của quyền cha mẹ ông bà, chứ không còn tính cái đời nữa. Là cũng bắt đầu là đi xin bệnh viện để nấu bếp cơm bệnh viện. Rồi đó là khi nghỉ bệnh viện giao là cho người khác thì tôi đi lo làm đường cầu, có bao nhiêu mà làm tới với thuốc nam. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn là thuốc nam chứ tôi không ngưng được. Đi già sức yếu thì giờ mình không đi được. Những cái chỗ mà tôi đã quen thân con cháu thì tôi điện lại nó là phải được ký. Dạ chú cho con hỏi ăn câu nữa nghe chú. Chú tu ẩn tu trong núi cấm, trong cái cốc đó, rồi chú ngủ chú ban đêm có nằm gặp Phật gặp tiên rồi không chú? Nằm trên bao á. Cái đó thì chú xin nói như vậy. Cái đó thì cái duyên của mình đã chưa tới. Thì chú có gặp.
Nhưng mà ông Phật có nói là Phật tức tâm, tâm tức Phật, những lòng thành thì phải có Phật. Dạ. Ngày nào mà mình đã làm cái chữ công quả, chữ hiền, thì ngày đó là mình cũng như Phật. Vì ông Phật cũng nói là các chúng sanh đều có như ta. Còn ngày nào mà mình làm hung dữ thì ngày đó không phải là Phật. Nên ẩn lên để lên đó để mà mình tạo dựng lại con người của mình. Tu cho nó có cái nhân đạo, cho gặp con, gặp cháu, hoặc giả bất cứ là ai. Mình phải có cái nhân đạo, chứ không phải mình nói mình lên đó tu mà để thành Phật. Ngày nào cũng có Phật hết. Dạ. Thì làm, ví dụ làm cái chữ hiền thì có Phật. Mình làm hiền thì không gây gỗ, không cự nữ, không làm gì hết thì Phật. Không sát sanh, không hại vật là Phật. Anh vậy, chứ còn mình nói rồi là bây giờ đi tu mà để thành Phật thì cái người đó chú chê. Chú chê những cái gì mà nói là tu để thành Phật. Tu là thành người đấy mà còn chưa có sống. Tại vì ông Phật cũng có nói là tu là sửa chọn âm tình. Tào khang chồng vợ bố kình đừng khoai. Chứ mình không có tu mà để thành Phật. Ông Phật thì mình đây nè. Bởi vì ông Phật cũng có nói là cái chữ tâm là quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tại nó. Đó là rõ ràng đấy con. Thì là đó mình đây. Dạ. Bởi vì là ông Phật cũng có nói là ráng, ráng tìm cho gặp chủ nhân ông. Còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Thì cái chủ nhân ông này là cái gì? Là cái tâm. Còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng là sao? Tất cả ai cũng đều phải có chủ nhân ông hết. Thì nó còn ẩn ở trong cái dòng sanh chúng. Mà những kẻ mê tâm thì nghe qua không có thủng được đâu. Không có thủng được. Tôi nói là chủ nhân ông. Không biết chủ nhân ông là cái gì. Mà Phật ấy, thì ông cho mình biết thì ráng tìm cho gặp chủ nhân ông. Yeah. Cho nên từ cái chỗ này mà chú muốn nói với mấy con như thế này mà chú phải ra đi. Ai giờ chú đi thì cũng ngồi còn thiếu nợ một số. Mà giờ cũng dán kiên trì niệm Phật tu hiền để gặp nhờ ơn trên chuyển. Cho gia đình vợ con mình được có số tiền để trả nợ hả chú? Trả nợ cho người ta. Bởi vì chú thường xuyên mà chú đã nguyện nhước cái túa thì ông Phật cũng có dạy là cúng kính dâng hương trước của quyền. Cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Nhưng mà nay con tỉnh ngộ quy y Phật, quy y Phật, quy y như Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Quy y thì phải là y. Rồi ông Phật cũng nói trồng bông thiện thì giống chi hưởng đấy. Cho nên sư bá có dạy tôi là coi như mình trồng cây đó chỗ gia đình, mình đi học ông bác sĩ thì phải trở lại ông bác sĩ. Chứ cái đi cái trồng cây đó nó có chỗ gia trái khác. Mà bây giờ mình làm y theo Phật thì mình thành Phật, chứ đâu phải mình thành cái giống gì à. Cái đó là gọi là bên chánh là đó chú, bên chánh. Cái đó là theo như chánh chú pháp. Nói là hai con có đồng ý đúng. Dạ. Nay con tỉnh ngộ quy y theo Phật. Dạ. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên, phải mình đi ngay Phật, Phật làm gì mình làm nấy thì tất nhiên mình sẽ là thành Phật. Chú xin nói với mấy con bao nhiêu việc cuộc đời của chú năm nay cũng 43 năm rồi. Cũng chịu sương chịu gió, nhưng mà cười chú cũng nguyện giấy ơn trên hoài. Nhờ ơn trên chuyển gì mà hiện giờ này chú cũng còn dẫn bắt cho bàn phá. Còn thiếu nợ hả chú? Chú cầm chú cầm cố người ta ha. Cái đổ cái đường cho người ta đi. Cô đá bụi ở cô tô này. Nhìn tấm lòng chú quá cao cả. Rồi bây giờ thì mướn ghe đỡ đổ rồi cái tất nhiên là cái người ta không có tiền. Chứ phải người ta giật mình đâu. Hồi lúc mình đổ thì tất nhiên là mình phân nữa, đa phân nữa, ta phải trả tiền ghe. Rồi cuối cùng lại tiền cũng không có mà ghe thì mình phải ra hết. Xi măng mình cũng chịu luôn thì tính ra là cũng 2 cây 3, 2 cây 4 giờ. Cũng mấy chục triệu á chú ơi. Chú ơi, cho con hỏi rõ. Cả 100 triệu. Dạ. Cho con hỏi rõ chút ha.
Nghĩa là cái đoạn đường đó chú với một người nữa là đứng ra đổ cái một mình anh chú thôi, một mình anh chú chứ không có cái người thứ hai. Dạ. Nhưng mà chú đã nắm là nắm ngay cái đen trưởng ban áp, tại vì trưởng ban áp nó góp không được nợ. Dạ. Thì mình trả. Dạ. Giờ bắt buộc phải lấy bằng. Dạ. Cũng như có cái đoạn đường đó mà chú đóng góp vô rồi ở địa phương đó ta đóng góp thêm cho chú, nhưng mà ở đó xin không được. Dạ, bây giờ chú phải ôm nguyên luôn cái số tiền đó. Dạ. Chứ mà gia đình thì nào ngay thì cũng thống nhất cho chú. Chú không có phải cự lộn cự nữ gì ha. Bây giờ cho tôi thế ra đi đặng trả ba cái tiền, bởi vì tiền xi măng thì có phải trả. Vì mình đổ mình lấy là lấy xi măng. Tại chỗ đó mà mình đủ già sức yếu mà. Mình làm gì mình phải có tiền. Nhưng mà mua đồ từ thiện thì rất là rẻ. Chỉ mang 80-90 ngàn, với chú mua có 60 là 62 ngàn. Mình mua từ thiện nhầm chỗ người ta bán rẻ lắm chú ơi. 62 ngàn. Dạ. Không bán 80-90. Mà mình bây giờ 62 ngàn chắc nếu mà người ta không ủng hộ tiếp cho mình, số dân không ủng hộ thì mình cũng mới bó ta. Đấy, con trúng số con ủng hộ chú rồi. Con chưa có kinh phí. Dạ. Mô Nhà Phật, chú vô con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, chú đi lên núi tu giữa gia đình có biết chú lên trên đó tu không? Trên núi Cấm á. Mô Phật thì trước khi ra đi cũng có bàn với vợ con. Dạ. Thì tôi ra đi tôi làm những cái chuyện của tôi như vậy đó. Về các cấp tu thì vợ con cũng thấm, cũng có lên đây thăm 1-2 lần rồi. Yeah. Cũng có lên, nhưng mà cái lên mà thấy cái cảnh của mình để sống thì trong cái việc tu hiền đã ra đi rồi thì ai cũng phải tuổi, ai cũng phải đau lòng. Yeah. Nhưng mình đã kiên trì, mình sẽ an ủi lại gia đình. Yeah. Đừng rầu buồn nhá. Yeah. Vì mình sống ở đây á thì có huynh đệ anh em nhiều lắm, ủng hộ nhau dữ lắm, không phải như còn ở dưới đời. Ở dưới đời thì còn ở chỗ là quán hận giận hờn, còn trên này nếu có làm những cái gì sơ sức là sẽ mổ xẻ liền, hỗ trợ nhau liền trong cái hoàn cảnh. Còn ở dưới đời thì không có đâu, nó hơn là nó hơn chứ nó không có cái chuyện mà mổ xẻ nha. Chỗ đó mà gia đình nói ngay cũng thuận đó. Tôi cũng dự định là qua Tết này bàn với gia đình. Yeah. À, ví dụ như vợ con có phát tâm thì đi vào cái con đường thiện thì mình vẫn bảo hộ cho gia đình. Vì sau khi mà mình đã ra đi cũng vui vẻ cho không phải là buồn. Mô Di Đà Phật, thì giờ tôi chỉ gặp mấy cháu. Yeah. Những gì mà chú nói đây thì nó có thật. Yeah. Mà mình làm thật. Yeah. Nên từ cái chỗ này quê thì là ngày xưa ở chỗ đất, rồi chạy giặt miên mới chạy tuốt tới cùng đường để gặp chú Bá. Yeah. Bây giờ hai huynh đệ nắm tay nhau là khi nào bỏ sách. Yeah. Chứ không còn trở về với cái sự đời. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ về cái câu chuyện của chú, là chú có tâm để đi làm từ thiện, chú biết tâm là tu cho đến ngày là kết quả, không có trở lại là đi đời nữa để lôi kéo mình nhiều đời nhiều kiếp nữa. Chú Phật có nói là mình tu chỉ một kiếp thôi là cũng có thể thành Phật được. À, do cái lòng của mình, cái tâm của mình, nếu mà mình biết nên là tu là mình sẽ thành Phật. Yeah. Con cảm ơn chú rất nhiều. Yeah. Thì cũng cái tấm lòng của chú thì đối với ai biết sao, chứ con thấy là chú là rất là cao cả, hy sinh cả ruộng đất này kia mình làm thực hiện. Bây giờ chú cũng vẫn còn chú đã, chú còn ước nguyện là sau này chú có chăm chú già đi thì chú cũng hiến tạng cho nhà thương để cứu lại những người mà đang bị bệnh. Cái tấm lòng đó thật là cao cả. Và là giờ con đầu tiên thì con mới thấy là chú đây, chứ còn
Con có nghe nói thì cũng có, chứ không phải là không có biết cả. Nhưng mà hôm nay con chứng kiến gặp được chú đây là người đầu tiên. Dạ. Và con cũng cảm ơn chú rất nhiều. Chào sư bá. Dạ. Sẽ chia sẻ sư bá với chú đây một cái video tiếp theo. Ở đây mình cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng trong nước và ngoài nước rồi cũng được nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, mỗi một mùa xuân đầm ấm bên gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.